À, trước khi chúng ta bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì xin mời chị Bính và anh Hoàng chúng ta cùng xem qua một đoạn ghi nhận của chương trình. Vâng, thưa chị Bính, chị cũng đã có một khoảng thời gian rất là dài theo đuổi cái nghề bún truyền thống này. Cái gì cũng có sự bắt đầu, và chúng tôi muốn bắt đầu chương trình ngày hôm nay bằng cách là nhớ lại khoảng thời gian ngày xưa. Khi mà nhìn những hình ảnh vừa rồi với ba chữ nghèo, khổ, nghiệp thì chị nhớ lại điều gì nhất? Mình nhớ lại những cái tuổi ban đầu khi mà còn bé xíu, mà đêm phải dậy làm bún, sáng đến đi học, đến lớp mà buồn ngủ quá, chống tay về thì ngủ, vừa học vừa ngủ, và rất sợ cái nghề bún này. Nhưng rốt cục lại quay trở về, thì mình nghĩ rằng đây là cái nghiệp và mình phải gắn bó. Và khi mình bước về cái nghề tổ của mình thì mình phải suy nghĩ làm gì, làm sao để phát triển được cái nghề tổ này của mình. Vì sao chị sợ cái nghề này mà lại cuối cùng chị lại quay về và thay đổi với nó? Bởi vì ngày xưa lúc đó là toàn bộ phải làm bằng tay. Xay bột cũng phải xay bằng rằng như vậy. Thấu bột cũng phải đứng để thấu bằng tay như vậy. Đến xóc gạo cũng phải cúi để vò xóc như vậy. Có những lúc cái lưng này của mình nó đau lắm. Phải biếu lên cây mới đứng lên nổi. Và thấy rằng đêm, hôm, ngày, sáng khổ quá đi, vất vả quá đi, sợ. Xong rồi mình cũng đi tìm nhiều nghề lắm. Khi mình lớn rồi mình nghĩ không có gì là khổ. Mỗi một nghề nó có mỗi một cái sự khổ riêng biệt khác nhau. Cái điều quan trọng rằng mình có cố gắng để mà cho nó thành quả hay không. Nên là mình đã quay trở lại về nghề tổ. Thưa chị, nghĩa là chị đã là chọn cái nghề bún này, chị đã làm với nó từ bé. Nó khác với có một số người là thấy nó có lời thì làm. Chị là đã lớn lên với nó, và đầu tiên là chị chỉ nghĩ là sống với nó, chứ không cái tư tưởng làm giàu chưa có. Mặc dù cái khởi nghiệp nào thì cũng đáng quý cả, nhưng mà có những cái khởi nghiệp là người ta nghiên cứu một cái gì đó thị trường cần người ta làm. Còn của chị là chị lớn lên từ nhỏ và gần như cái nghề nó chọn mình. Dạ, cái này nó là nghề tổ mà kể chuyện này đi, thì chắc đến đời em cũng cỡ khoảng đời thứ 7 rồi đó. Dạ. Thế bây giờ thế này, bây giờ thì bún là một cái truyền thống Việt Nam mà ai cũng biết. Dù sao ở đây gọi là khởi nghiệp thì hơi kỳ, mặc dù chị đã làm cái này từ lâu đúng không? Nhưng mà chị phải có một cái đột phá, bởi vì rằng là bún truyền thống thì nó đã quá ấy rồi. Nhưng mà ở đây và gần đây thì nó có cái vấn đề mà cách đây mấy chục năm người ta không đặt ra, đó là sạch. Bây giờ người ta bắt đầu ngờ ngợ là cái bún do cái cách chế biến của nó, từ cái thủ công cho đến khâu vận chuyển, cho đến khâu bảo quản á, thành ra là người ta bắt đầu hơi sợ cái bún. Đấy là cái chỗ bắt đầu chị bắt đầu phải làm cái bún sạch, bún khác đúng không? Quả thật sự ra em nói, khi bắt đầu em bước chân vào nghề thì em đã bị phá sản vì nghề. Bởi vì sao? Em làm đúng theo cái kiểu thủ công của mình và bún sạch của mình. Tự nhiên mình bị lạc lõng với xã hội. Đúng rồi. Sản phẩm của em làm không có hóa chất, lên nó nhanh hư hơn, màu nó tối hơn, không bắt mắt. Chính vì những cái bị sạt nghiệp về nghề như thế. Mà hai nữa thì cái bản năng của con người là từ bé làm kiếm tiền để đi học, để trau dồi với cái tư duy, nhận thức của mình. Thế thì khi bước vào nghề, trời ơi cái nghề này khổ quá, mà mình được học như vậy thì mình phải nghĩ làm sao có để cho không phải khổ. Chứ những ngày đầu tiên mình làm là tay chân là sưng to lắm, đau nhức nhối lắm, khổ lắm. Chị có biết là chị thất bại là tại sao không? Bún là một cái sản phẩm mà giới bình dân tiêu thụ rất là nhiều. Vâng. Mà với người bình dân ấy thì thật ra mà nói,
cái giá rẻ, cái ngon miệng, cái quen là cái cực kỳ quan trọng. Còn họ là chất này chất kia. Một bà mà đi chợ ngồi kêu tôi muốn riêu là không bao giờ bà thắc mắc. Cho nên rằng là cái trường hợp của chị là cái trường hợp làm tốt mà người ta không hiểu, người ta không cần. Mình bước vào nghề bằng cách mình không có nghĩ một sự cao xa. Nhưng mà sau khi bước vào nghề rồi, Nguyễn Bính tự định hướng riêng cho chính mình. Thứ nhất là Nguyễn Bính đã tự làm và tự bán. Thì Nguyễn Bính cũng là người đầu tiên để đưa công nghiệp hóa về ngành sản xuất bún. Và Nguyễn Bính cũng là người đầu tiên đặt tên cho bún. Khi mà bắt đầu mà Bính đưa bún vào đóng gói á, mới đưa thương hiệu vào á, là họ comment hết, họ nghỉ đồng loạt. Họ bảo không bán sản phẩm độc quyền. Thế thì Bính phải chấp nhận theo khách hàng là gì? Không in điện thoại, không in địa chỉ, chỉ in mỗi cái logo. Sau khoảng 2 năm trời, tốn kém cũng tương đối khá. Đến sau rồi đó bắt đầu Bính nói, bây giờ người ta lấy cái bao bịch lớn của mình như vậy, họ bóc bún và bỏ vô để lừa người tiêu dùng, để bán sản phẩm sạch, đó, giá thành cao. Bính bắt đầu Bính nghiên cứu để làm đóng gói. Bính làm đóng gói thì họ không chịu bán. Thì bắt đầu Bính, ví dụ họ lấy 10kg, 15kg, Bính cần có 9kg hoặc là 8kg rưỡi rồi. Bính để thêm khoảng 3 cục bún gói vô. Bính sẽ nói rằng, có lẽ là nó bị hụt hàng, là nó lấy bún đóng gói nó bỏ vô, chúc cho nó đủ. Thì khi khách hàng ăn được cái gói bún đó, lần sau khách hàng tìm. Cả một quá trình rất là dài, rất là dài để mà có một cái bún đóng gói ra thị trường. Em xin được hỏi chị một chút, bởi vì em thấy cái điểm yếu của những cái doanh nghiệp truyền thống, và đặc biệt là những doanh nghiệp mà theo đời này qua đời khác đó, họ rất là bảo thủ trong cái việc mà, bởi vì gia truyền con nối từ đời này qua đời khác, mình làm cái một kiểu thôi. Bây giờ mình công nghiệp hóa lên, mình chuyên nghiệp hóa lên, mình mở ra ngoài, thì đôi khi cái sự thay đổi của mình, cái sự chuyển mình của mình nó rất là hạn chế. Thì chị đã làm như thế nào để mình đi từ cái gọi là truyền thống của cha truyền con nối, những cái gì mà trong nhà mình làm trước đây, để bắt đầu hội nhập hơn và bắt đầu gọi là chuyên nghiệp hóa hơn? Cái bước ban đầu á, là Nguyễn Bính là dứt khoát phải công nghiệp hóa được hình này. Đó, Bính có trao đổi một số anh chị em trong nhà. Em sẽ cho ra bún tự động. Thì các anh của chị Bính nói rằng, cô mơ quá đi, bún làm sao mà công nghiệp hóa được, bún làm sao tự động được. Nói các anh không được học, các anh không biết. Bởi vì em đã qua trường lớp, em được học. Em đảm bảo 100% công nghiệp hóa được ngành bún này. Thế rồi nói chung cũng tầy mò nghiên cứu, phải trả giá rất là nhiều. Bất cứ một cái gì mới nó không dễ dàng thành công. Khi nghiên cứu một cái máy bao giờ cũng thế, nó phải vài lần mới thành công như ý của mình. Nhớ, chứ không đơn thuần là làm cái được ngay. Cái công nghiệp hóa nó có tác dụng hơn với cách làm truyền thống rất là nhiều. Thứ nhất, không bị rơi vãi xuống cống xuống rãnh, không bị hao. Thứ hai nữa, hầu như là máy móc làm việc là công nhân bớt đi, không phải tốn nhiều công nhân. Và làm bằng máy móc như thế, sản phẩm nó sạch hơn. Trong việc khởi nghiệp kinh doanh thì bên cạnh cái việc đầu tư vào cái sản phẩm của mình thì cái quan trọng cuối cùng vẫn phải bán được hàng và tiếp lời anh Hoàng cái chỗ là cái phân khúc. Ở đây là cái đối tượng bình dân thì họ đôi khi họ không quan tâm lắm tới cái việc mà chất gì, sạch như thế nào. Nhưng cái đối tượng mà cao cấp hơn chẳng hạn thì chị hoàn toàn có thể đóng gói riêng và tiếp thị đúng cái đối tượng đó với giá cao hơn chẳng hạn. Dịch lại cái câu của anh Khánh như này, hiện nay chị chỉ bán bún sạch thôi hay là chị bán hai loại bún, một loại bún sạch cao cấp và một loại bún bình dân? Hiện tại bây giờ thì tụi em đang sản xuất gọi là quy trình sạch nhưng chưa phải là organic. Tức là quy trình sạch của tụi em ở đây là quy trình sạch trong vấn đề là sản xuất. Chứ còn chưa lúa, phải là nguyên liệu. Dạ, nguyên liệu thì tụi em vẫn đang mua của dân. Và ngay bây giờ chúng em đã động thái là phải đi vận động dân và ký hợp tác với dân để trồng lúa hữu cơ. Đúng rồi. Và tụi em phải hướng đến một cái quy trình khép kín. Cái là cái sạch của chị mới đang ở khâu chế biến thôi. Dạ. Chưa phải ở khâu nguyên liệu. Thì nếu đúng. Mà chị chỉ gọi là mới chỉ là sạch ở khâu chế biến thôi thì nó rất là thật lòng là chị mới đi được nửa đường thôi. Bây giờ tụi em đang tiến hành tiếp tục rồi đó anh. Nói như này này, với một cái nghề truyền thống Việt Nam như của tụi em, nói là công nghiệp nhẹ cũng không phải, mà nói là công nghiệp lặng thì cũng không phải. Nhưng mà theo em thấy nó cũng hơi lặng lặng. Nói đúng ra mà nói rằng cái sự chi phí cho nó tương đối lớn. Từ nhà máy, rồi từ máy móc,
nói chung là tương đối nhiều. Mà với một doanh nghiệp tụi em thì toàn bộ là cứ lấy ngắn nuôi dài, tái đầu tư. Em biết là chị mình sẽ có những cái khó khăn riêng bởi vì mình bắt đầu từ một cái doanh nghiệp gia đình. Nhưng mà đúng là hiện nay cái thực phẩm sạch giống như cái từ khóa rất là phổ biến, rất là xu hướng. Và rất nhiều những cái nhà đầu tư nước ngoài, những cái doanh nghiệp nước ngoài lớn họ quan tâm tới thị trường Việt Nam. Thì em được biết là chị cũng đã có những cái đối tác tiếp cận của mình và định giá mình rất là cao, nhưng chị đã từ chối. Thì chị có thể nói rõ hơn về quyết định này của mình. Thật sự ra mà nói là mình sợ rằng cái nghề truyền thống Việt Nam nó sẽ bị mai mọt đi. Cái ước mơ của mình làm sao cái nghề truyền thống Việt Nam nó phải đúng giá trị của truyền thống Việt Nam để phát triển cho thật mạnh mẽ. Và cái nghề truyền thống này nó sẽ phải đi vòng quanh thế giới. Để làm gì? Có thể phát triển một nghề truyền thống này để đưa tiền về Việt Nam, để làm cho Việt Nam mạnh hơn và tốt hơn. Khi mà các nhà đầu tư đến với chị á, thì chị nhìn thấy rõ một điều, hình thái của họ muốn cướp của mình, chứ không phải là kết hợp với mình. Khi thỏa thuận mọi cái rồi, định giá giá trị thương hiệu như vậy, nhưng mà họ đòi mua tới 49%, thì chị rất khoát chị không cho. Thế thì chị nói họ là tôi chỉ cho ông là coi như 25% đổi lại. Ông định giá thương hiệu của tôi vậy, ông thích ông mua luôn đi, tôi bán cho ông. Thì họ lại không dám. Thật sự ra mà nói là không phải nghề của họ. Họ mua rồi lỡ họ sập thì sao? Thế họ muốn rằng thâu tóm mình thôi. Cũng còn một số nhà đầu tư á, khi bắt đầu hai bên thỏa thuận với nhau mà nói chuyện với nhau xong, sau khi chị đọc cái hợp đồng, người ta ghi là chị lãnh hội ý tưởng của họ, thì hoàn toàn là chị không chấp nhận. Bởi vì chính họ là người lãnh hội ý tưởng của chị. Nhưng nói chuyện những doanh nghiệp Việt Nam bị thâu tóm thì mời anh Hoàng với chị Bính cùng xem một đoạn ghi nhận sau đây. Thời gian gần đây, nhiều đại gia ngoại đua nhau thâu tóm một loạt các doanh nghiệp lớn của Việt Nam gây xôn xao dư luận. Một trong số những đại gia ngoại nhòm ngó nhiều nhất vào thị trường Việt Nam là các tập đoàn của Thái Lan. Từ đầu năm 2015 đến nay, tập đoàn bán lẻ Central Group đã thực hiện nhiều thương vụ thâu tóm doanh nghiệp Việt. Điển hình, đầu năm 2015, Powerby trực thuộc Central Group đã mua 49% cổ phần của công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ và giải pháp mới NKT, đơn vị sở hữu công ty cổ phần thương mại Nguyễn Kim, đối với ngành sản xuất bao bì thông qua công ty con là TC Flexible Packaging Corporation Limited. Tập đoàn SCG của Thái Lan đã chi hơn 44 triệu đô la để sở hữu 80% cổ phần của công ty cổ phần bao bì Tính Thành, một trong năm nhà sản xuất bao bì lớn nhất Việt Nam. Với thương hiệu Batico có hơn 20 năm hoạt động và thị phần rải đều cả nước lẫn xuất khẩu sang Úc, Mỹ, các quốc gia châu Á. Với giá 20 triệu đô la, thương hiệu Phở 24 đã thuộc về quyền sở hữu của hai ông chủ mới là công ty Việt Thái Quốc tế và tập đoàn Jollibee từ cuối năm 2011. Trong câu chuyện này, không thể không nhắc đến nàng Dạ Lan. Những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, thương hiệu kem đánh răng Dạ Lan từng được coi là ông lớn trong ngành hàng kem đánh răng Việt. Tuy nhiên năm 1994, chủ thương hiệu Dạ Lan quyết định bán thương hiệu cho tập đoàn mẹ của thương hiệu kem đánh răng Colgate Bamboovie với giá 3 triệu đô la. Đến năm 2009, sau khi liên danh giữa Dạ Lan và Colgate Bamboovie hết hiệu lực, ông Nhân đã quyết định tái sinh thương hiệu kem đánh răng Dạ Lan dưới sự điều hành của công ty hóa mỹ phẩm quốc tế ICC do ông thành lập. Tuy nhiên, sự biến mất quá lâu của Dạ Lan đã khiến công cuộc trở lại không mấy suôn sẻ. Sự lấn át của các tập đoàn nước ngoài, tiềm lực có hạn cùng quy mô nhỏ khiến Dạ Lan chìm nổi trong sự vận động của thương trường. Dạ. Tất nhiên là người tiêu dùng Việt Nam thì một góc độ nào đó thì chúng tôi cũng sẽ cảm thấy không có vui khi mà những thương hiệu Việt Nam bị mai một đi, bị mất đi. Chị đang vừa chia sẻ là chị gặp cái khó khăn là làm sao vừa công nghiệp hóa, vừa mở rộng ra nhưng vẫn giữ cái hồn của mình. Thì chị đã có một cái hướng nào đó để giải quyết chuyện này hay chưa? Thì có. Nguyên Bính đang phải viết ra một cái lộ trình để hướng giải quyết. Thứ nhất là Nguyên Bính sẽ thực hiện quy trình thực phẩm theo chuỗi. Để làm gì?
giúp người dân nghèo thoát khỏi sự vất vả, mà qua những tay thương lái để mà kiếm lợi nhuận. Thứ hai, Nguyễn Bính mong muốn một điều, làm sao có được một cái nhà máy quy chuẩn quốc tế châu Âu để đưa ra một sản phẩm thật là tốt cho người tiêu dùng. Đồng thời, Nguyễn Bính cho ra những công thức bột. Bột gạo của Nguyễn Bính phải xuất khẩu được đi vòng quanh thế giới, kể cả những nước nào khó nhất cũng có thể đi được. Và cái vấn đề này là vấn đề Nguyễn Bính vẫn đang phải xúc tiến, vẫn đang phải nghiên cứu, vẫn đang phải làm việc. Nói chung là Nguyễn Bính cũng đã có phương án hết. Chị nói là đi con đường ấy rất là đúng. Yeah. Nhưng mà con đường nó đòi hỏi những thứ khủng khiếp. Thứ nhất, nó đòi hỏi tiền. Nó đòi hỏi tiền vì chị xây một cái nhà máy tiêu chuẩn châu Âu là thôi rồi, nói rồi nhá. Thứ hai, nó đòi hỏi cái đội ngũ. Và thứ ba, nó đòi hỏi một cái thứ mà chúng ta không bao giờ có. Thời gian. Đôi khi mình nghĩ rằng là mấy chục năm nữa nổi mới mình còn sống hay không. Rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam bán là vì vậy đấy. Nhưng mà cái công nghệ nó đòi hỏi thời gian, tiền bạc và đặc biệt là thời gian, làm cho chúng ta bị nản chí rất là ghê. Ai thì không biết, nhưng mà Nguyễn Bính thì không nản chí. Và Nguyễn Bính đã hứa trong tâm mình. Dạ. Và cũng nói trước công luận xã hội là Nguyễn Bính làm tất cả, làm sao tạo được nhiều doanh nghiệp tốt. Dạ. Chứ Nguyễn Bính không nghĩ làm giàu cho chính bản thân. Bây giờ Hoàng rời khỏi đây. Yeah. Hoàng chạy ra chợ. Vâng. Hoàng hỏi cho bán một cái bịch bún Bính có không? Bún Thủ Đức. Yeah. Thật sự ra mà nói là bún của Nguyễn Bính thì mọi địa bàn chợ họ cũng có bán, nhưng bán không nhiều. Nếu như thời điểm này anh ra thì chắc không có. Thật sự ra mà nói là bên Nguyễn Bính là luôn làm tốt rồi. Yeah. Và coi như là nói chung bây giờ đang là quá tải. Thành ra là bị quá tải nên là cung không kịp cầu. Rồi, hiểu. Okay. Có lên là bên em không dám để làm lớn mạnh lên. Nếu như làm lớn mạnh lên khả năng của mình đã được hết. Tức là bây giờ cái nhà máy tối đa. Nhưng mà ơi chị ơi, vậy là chị đang ở trong một cái hạnh phúc mà không biết bao doanh nghiệp đang mong. Đó là bây giờ là người ta là gì, làm ra sản phẩm không tiêu thụ được. Còn chị là làm sản phẩm là không đủ sức làm ra. Dạ. Hạnh phúc như vậy mà chị lo lắng cái gì mà không hiểu được. Không, đấy chính vì thế nên là em mới phải tìm đến phương án. Tức là cho tốt nè. Tăng quy mô sản xuất. Đúng, tăng quy mô sản xuất nè. Tức là tốt từ nguồn gốc, tốt đi nè. Rồi bắt đầu tìm đến cái phương án phải làm sao xây dựng được nhà máy. Nói cho ngay thì bên Nguyễn Bính thì cũng mới mua được có 10.000 mét vuông đất. Thì nói chung là cũng hết tiền rồi. Không, chưa có tiền để xây dựng nhà máy. Như vậy thì mình đang làm những cái này, nhưng mà những cái cạnh tranh, những cái đối thủ hoàn toàn có thể làm giống như mình. Cái vị thế của mình ở trong ngành nó như thế nào? Không, thật sự ra mà nói thì đương nhiên bất cứ một ngành nào nó cũng có một đối thủ cạnh tranh. Bính rất tin tưởng và tự tin với cái khả năng chất lượng hàng hóa của mình. Bởi vì họ không phải là nghề tổ. Họ chỉ là có nhà đi học lỏm và copy để họ làm nghề. Rồi hai nữa là nói đúng ra mà nói thì bên Nguyễn Bính là cũng có được học hành. Thành ra là Bính có sự nhìn nhận và có nhà phát triển thị trường với nhiều phương án. Nói tóm lại bây giờ ưu tiên số 1 của chị vẫn đang là cố gắng hoàn thiện cái chuỗi về hữu cơ, bún sạch đúng không ạ? Đúng. Có nhà tại vì bây giờ mình đang là sản xuất quá tải rồi. Là mình đang hướng đến vấn đề là bún organic. Muốn ra được bún organic buộc phải trồng lúa hữu cơ. Là bây giờ là từ hôm bữa đến giờ là mình đi miền Tây liên tục là thế đấy. Là đi để làm việc từ tỉnh làm việc xuống rồi đến dân. Nhưng mà thật sự ra mà nói là cũng đang rất là gian truân vất vả. Không có cái gì dễ đâu. Đích thân là phải bó dép nội ra ruộng. Đúng rồi. Đó. Và đích thân phải họp dân, phải kêu gọi dân. Rồi thuê công ty bảo vệ thực vật, bám sát dân, theo dõi dân. Có câu hỏi nữa là hiện nay á, chẳng hạn như bất cứ một sản phẩm gì ở Việt Nam dù nổi tiếng nó cũng có mấy sản phẩm. Vậy giờ bia bún á, bia ngoài Bính ra còn có mấy cái sản phẩm nữa mà nổi không? Hay là chỉ có chị thôi? 400 đấy chưa? Cơ sở bún. 400 cơ sở. 400 cơ sở bún. 400 cơ sở hay 400 thương hiệu? 400 cơ sở. Còn ví dụ cả bánh phở, bánh ướt, bánh canh, tổng những cái ngành nghề này khoảng trên 700. Doanh nghiệp thì chắc cũng có được vài doanh nghiệp. Nhưng mà bên Nguyễn Bính thì thành lập cũng đã khá lâu, là từ 2004 đến giờ, là đến giờ cũng mười mấy năm. Và Nguyễn Bính cũng là đang là đứng đầu bảng trên quốc gia Việt Nam hiện nay về ngành nghề truyền thống, về, nói về bún và phở.
Thôi cái câu chuyện mà cái chuỗi hữu cơ thì là câu chuyện dài hạn. Em muốn quay lại một chút cái chỗ cái nhà đầu tư. Bởi vì là em xin hỏi thẳng luôn, em được biết là cách đây 3 năm tức là 2015, một nhà đầu tư Thái đã định giá doanh nghiệp của chị là 100 tỷ đồng và có lời đề nghị rất là trực tiếp. Và chị từ chối và chị nói là chị xem xét lại. Thì sau 3 năm tới bây giờ thì cái hướng xem xét của mình như thế nào? Sau 3 năm thì chị cũng rất là có nhiều người muốn tìm đến. Nhưng có người thì người ta muốn đến đầu tư để mà sau khi mà phát triển lớn mạnh để người ta có thể là tập bán. Thì chị không muốn rằng cái sự người ta đến đầu tư mà bán đi để những người khác vào để mà làm dối, chi phối. Chị không muốn điều đó. Chị muốn rằng tìm nhà đầu tư nào là đồng hành với mình và sẽ không bán nó và phát triển dài lâu, phát triển mãi mãi. Thật sự ra mà nói là chị cũng gọi là kén nhà đầu tư. Nói thẳng sự là như thế. Nhưng mà chị có chủ động đi tìm những nhà đầu tư như vậy hay không? Hay là chị đợi người ta tiếp cận mình? Nói đúng ra mà nói là chị Bính không biết cách tìm nhà đầu tư. Nhưng mà chị vẫn muốn nâng cao cái khả năng của mình. Nâng cao khả năng, dạ, tức là nếu như có nhà đầu tư tăng quy mô sản xuất thì mình phát triển càng nhanh. Dạ đúng. Như vậy em xin chốt lại một chút là như vậy cái chủ đề chính của mình đó là công nghiệp hóa cái ngành thực phẩm truyền thống, đó là ngành bún. Thì tóm lại chị đang vướng nhất ở những khâu nào? Khó nhất là bây giờ là chị đang cần một nhà máy để phát triển, để mà phát triển quy mô sản xuất. Những cái đồng tiền lợi nhuận ra, yeah, thì bây giờ chị đang những cái hướng để làm cho tốt hơn đó. Nó, yeah, cũng một con đường phổ biến của bất kỳ một cái doanh nghiệp nào khi muốn tăng cái quy mô lên là có sự tham gia của nhà đầu tư. Lanh quanh thì cũng đến vốn. Khó khăn nhất là mới, bởi vì là như ngành nghề của tụi em nó là ngành nghề truyền thống. Cái lợi nhuận nó không phải là siêu lợi nhuận. Lợi nhuận nó không cao mà cạnh tranh thị trường rất là khốc liệt. Bởi vì rất nhiều những cơ sở nhỏ lẻ như chị trao đổi đấy, yeah, nó từ 400 đến 700 cơ sở. Họ phá giá mình dữ dội luôn. Mình phục phải chuyên nghiệp thôi chứ còn đấy. Nếu mà chỉ giữ nguyên trong cái truyền thống nhỏ lẻ thì có nhiều cái nhỏ lẻ nó dễ hạ giá lắm mày. Nó nguy hiểm lắm. Ví dụ mình bán 4.000 nó chỉ cần bán 3.500 là nó ăn đấy, mình ngay liền. Đấy. Và mà dân thì họ chỉ cần ví dụ thế này này, chẳng hạn như là có phải rất nhiều cái bún là bún mà kiểu họ bán ở hàng á, yeah, họ mua rất là nhiều thì họ mua cái rẻ. Họ hay không rồi, mua cái đó. Họ mua cái gì à? Để họ mua để họ bán có lời. Những cái tô mà bưng ra cho Khánh ấy, Khánh bao giờ nhìn xem là cái tô ấy là cái gì ở trong đâu. Không, nhưng mà anh ạ, bây giờ lại có một cái mô hình như thế này. Một số quán nhà hàng, quán lẩu là họ không sử dụng dĩa bún bê ra nữa. Ừ. Và toàn bộ họ đặt ở bên Nguyễn Bính là đóng gói. Để cái gói bún nguyên si trên dĩa và bê ra cho người ta ăn. Là người ăn thấy rõ rằng, à bún này bún có nguồn gốc, bún có xuất xứ, bún có thương hiệu rõ ràng. Đấy, nên là họ rất là tin tưởng. Thì nói chung vấn đề của chị bây giờ là tăng cái quy mô sản xuất, có thể sản xuất nguồn cung tăng thêm nữa để chị có thể xuất khẩu nước ngoài, chị có thể bán ra chợ được nhiều hơn, anh đúng Hoàng rồi, ra chợ mua được có liền. Chứ bây giờ ra không có thì rồi. Rồi. Cái thương hiệu của mình. Cho nên là chị cần một cái sự đầu tư vào, đúng không? Dạ. Vâng. Dạ. Còn nếu mà chị cần một sự quảng cáo thì nếu chị cần làm bộ phim là Hoa hậu bún phải hỏi anh Hoàng. Thì nhờ Hoàng. Anh Khánh sẽ đóng vai chính. Em thì anh rất là thích ăn nên là đặc biệt là bún bò. Cảm ơn Hoàng, cảm ơn chị Bính. Thưa quý vị, trong một cái khuôn khổ thời lượng nhất định của chương trình thì chúng tôi hy vọng phần nào đó chuyển tải được thông điệp của ngày hôm nay, đó là cái thử thách của việc công nghiệp hóa một cái ngành thực phẩm truyền thống, mà cụ thể đây là bún, một ngành nghề truyền thống rất nhiều đời của gia đình. Và cái thử thách đó là việc mở rộng quy mô và có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài, công nghiệp hóa, chuyên nghiệp hóa hơn nhưng vẫn giữ cái sự kiểm soát đối với những cái hồn của truyền thống. Thì đó là bài toán mà những cái người chủ doanh nghiệp của những doanh nghiệp truyền thống như là Nguyễn Bính đang phải đối mặt. Chúng tôi hy vọng là phần nào cũng sẽ là những cái thông điệp để cho những bạn đang tham gia khởi nghiệp quản trị kinh doanh trong những cái lĩnh vực ngành nghề truyền thống, những ngành thực phẩm truyền thống của Việt Nam còn rất là nhiều cái lĩnh vực mặt hàng khác, thì chúng ta tham khảo phần nào về những cái cách thức làm như thế này. Vâng, và những thông điệp vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi rất cảm ơn sự đồng hành của chuỗi trung tâm Apex Leaders và Canon Việt Nam. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng sẽ xin được khép lại. Một lần nữa mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua những phát ngôn đáng chú ý của các nhân vật trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn chị Bính ạ.